Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Mình đã trở lại với chế độ đấu một cho tất cả rồi đây. Thì hôm nay mình đã rủ dê đồng đội mình, cũng như là mình đã năn nỉ ấy ơi, và team mình đã quyết định chơi về vị tướng Illumia. 5 vị tướng Illumia hôm nay sẽ đối đầu với cả 5 vị tướng ngủ không. Mọi người cho mình xin một tràng pháo tay nào. Thì như mọi người cũng đã biết rằng vị tướng Illumia này có thể ulti toàn bản đồ. Toàn bản đồ, mọi người có thể hiểu cái từ toàn bản đồ không ạ? Mà một khi nó bị dính ulti là sẽ bị làm choáng. Như vậy thì có thể nói là đây là một trong những vị tướng ở chế độ đấu nhân bản nó cực kỳ bá đạo luôn. Hơn bao giờ hết, đây là những vị tướng gọi là bá cháy bò chết luôn. Ok, thì để mình nói chính xác hay không thì vào trận mình mọi người và mình đều biết rõ được vị tướng này có thể nói là mạnh hay là không mạnh ở chế độ đấu nhân bản nhá. Rồi, vào trận rồi, anh em ơi, quẩy lên. Chế độ đấu nhân bản thì vào trận mình sẽ được lên cấp 3 luôn nha. Mình đang cho nó cái bổ trợ đó là cấp cứu. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho nó là Ngọc Đại Pháp Sư. Gắt vậy men. 5 vị tướng Illumia trong một trận đấu đối với cả 5 vị tướng Ngộ Khỉ. Mình thấy rằng trận này sẽ là một trận còn cực kỳ chất. Chất trời người rơi. Như mọi người đã biết rằng thì Illumia là một tướng. Ôi rồi, mới vào mà anh đã tăng hình như sao mó nè. Vãi cả lèo, đừng có đua cái đấy. Em hết cả hồn. Cái ấy vẫn còn nguyên đấy. Wow, ui giời ơi, đẩy răng liền. Này thì bay vào là mình đẩy ra. Ngộ không là bị tướng áp sát. Áp sát là mình đẩy ra, đẩy vào. Rồi cuối cùng là đẩy ra hay là đẩy vào. Anh muốn đẩy ra hay là đẩy vào. Anh nói chung là vị tướng ngộ không đẩy bay vào là mình đẩy vào là mình đẩy ra. Đấy, bây giờ ai cho anh bay vào. Anh đẩy vào em đẩy ra. Quá là gắt luôn. Chơi nó luôn. Quá, ngộ không đằng sau nó đập mình rồi. Thôi xong rồi, em đi xa quá rồi. Em đi xa quá, anh ấy đẩy vào em không đẩy ra là em chết luôn ấy. Căng vậy trời. Chung là rất là gắt, anh ấy đẩy vào kia, đẩy vào đẩy nó ra. Đúng rồi, đẩy ra đi, đừng để cho anh ấy đẩy vào đẩy ra là chết luôn ấy. Đẩy ra là chết luôn ấy nha. Cực kỳ nguy hiểm. Ui dồi, nó đập theo mình giống như là tôm tươi thế này. Các bạn đánh gắt vậy. Ham, ý là hai vơ cơ. Vậy mà cũng hài á. Chưa thấy hài tí nào. Tự là chưa hay. Mình bị ngoéo cô tỏ như thế mà hay được. Ui dồi, đám lính này là của em. Thâm lưng như củ gừng liền. Tem bạn có rừng chứ tem mình đâu có rừng đâu. Pè. Em xin cứu bạn đây. Tớ cưới bạn đây. Ui trời ơi. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Xíu ulti chung nha. Đúng rồi. Thì vậy ulti có nghĩa là ai mà gọi là ulti một phát là tất cả đồng loạt 5 người ulti luôn là nó ăn mắm luôn ấy. Nổ cứ gọi là đùng luôn. Không, có nghĩa là phải làm choáng chiêu một đã, xong rồi ulti nó mới thấm, nó mới chuẩn xác được. Chứ nếu cứ nói chung là ulti của vị tướng Illumia này nó có thể là soi được map luôn, soi biết được tem bạn đang ở đâu luôn. Thì đây mới hay chứ. Mình nghĩ rằng vị tướng Illumia là một vị tướng rất là bá đạo ở trong cái chế độ một tất cả này. Nhưng mà mình cảm thấy lúc đầu mình cảm thấy yếu rồi đấy. Chưa thấy bá. Bay vào này, đẩy ra ngay. Cái chiêu 2 của nó vì nó đẩy ra mà. Bây giờ cứ lần lượt từng người đẩy ra một cái tem mà bay vào cái là tem mình bú 3-4 người đứng một chỗ ấy. Đẩy ra là liên tục luôn ấy. Không có cơ hội cho tem nó bay vào luôn. Cứ bay vào mình đẩy ra đấy. Bay vào này. Pèng. Nát đầu nhanh. Pèng. Chơi nó nè. Pèng. Đâu vậy? Chữ cuối đâu vậy? Ai bật chữ cuối đi. Ai bật chữ cuối đi. Pèng nó đi. Anh chị gì ơi. Trời ơi không có ai bật chữ cuối. Hết chán quá. Hết mana rồi kìa. Vãi cả lúa hết mana rồi. Thôi đi về. Cái này nhiều lúc ngộ không tam bạn rồi chết bất đắc kỳ tử luôn đấy nhỉ. Kiểu như còn tí máu mà đang nút biến về là hai người còn cứ gọi là ulti lòi mồm ra một cái. Răng môi dấn lộn nó trộn với nhau luôn ấy. Làm sao mà sống được. Đúng rồi, tất cả anh em đi mid đi anh em ơi. Chuẩn bị tiến công nè. Mình sẽ giúp bạn đây. Hãy xem ra đây. Bèng. Choáng ngay. Quéo con cua liền. Lúc đầu thì chiêu cuối của vị tướng Illumia nó hồi chiêu khá là chậm. Thật sự là khá chậm luôn. Ui giời ơi. Đâu rồi. Con rời này. Qua đây. Chơi nó choáng nghe nó. Phèng. Méo chết mày má ơi, nó vẫn sống. Bá cái 4 cái ulti vào đầu nó vẫn sống nhăn răng. Vãi cả lều. Chưa một nó bay ngập trời. Cười à? Vãi cười.
Thôi nói chung là cái chế độ bây giờ nó không còn hiện ra Ngộ Không như ngày xưa đó mọi người ạ. Bây giờ nó hiện tên rồi. Không, nó cập nhật lại rồi, bây giờ nó hiện tên rồi mọi người ạ. Đùa chứ. Bây giờ nó hiện chữ tên mình luôn à ta? Nó không hiện giống như ngày xưa nữa nhỉ? Ngày xưa là nó hiện chữ Ngộ Không thôi đấy. Ê, coi chừng xem nó tàng hình rồi. Anh tàng hình rồi. Ôi trời, Ngộ Không cho nó kìa. Tí máu kìa anh ơi. Tí máu kìa anh ơi. Chết đi anh ơi. Không chết à? Vãi cả lúa nhỉ. Hư nè, phẹng. Chạy thì đấu với cả đầu gấu này. Đấu với cả đầu gấu không? Đấu không? Bay vào có cấp cứu đây anh ơi. Cấp cứu cho đồng đội anh ơi. Bay đi, đẩy ra. Nhiều lúc mình thấy bạn Ngộ Không bạn tội vãi cơ. Cứ con này đẩy ra, con kia đẩy vào, con này đẩy vào, con kia đẩy ra. Ba bốn đứa cứ đẩy ra đẩy vào, Ngộ Không nó cứ gọi bay ngập trời, tung bay tào, tung bay luôn. Như quắc từng câu luôn á. Nó núp trong bùi lùi mày này. Nó vừa đây nó ăn con quái mà. À không, nó lên trên rồi. Mọi người thấy vị tướng Illumia này bá đạo không? Mình là mình thấy bá đạo rồi đấy. Chất trời luôn ấy. Quá là chất luôn ấy. Sau này chế độ ủa trời ơi anh ơi. Anh làm trò hề gì đấy, anh tính sơi em à? Vãi cả lều nhỉ. Có ulti rồi nha. Mình sẽ lên giày hộ vệ. Đủ đâu ulti kìa. Ê, băng chủ hả anh? Úi trời ơi, đẩy à. Nó đẩy lôi mồm ra. Vãi cả lều, đang lên cái giày hộ vệ nó băng chủ luôn. Láo tét nhỉ. Trời lưu lưu liền. Lưu lưu sau khi xúc tá thế nào nhỉ? Đấy, này thì băng chủ này. Thế băng chủ không? Đâu rồi ta? Tem bạn có ai không? Để cho mấy em thả bướm cho mấy anh sơi nè. Mấy anh có muốn đẩy không? Đẩy vào đi. Ui xồi, nổ chết ngắc luôn. Đây, con rời đây rồi, con hàng đây rồi. Hư nè. Ui xồi ơi, đẩy một phát, đẩy qua đẩy lại. Vãi cả lều nó vẫn chạy kìa. Bắt nó. Mấy chị em phụ nữ đâu rồi, bắt nó. Bắt con ngủ khỉ đó lại cho ta. Lấu cao khỉ nào. Ui xồi ơi, chữ cuối mà không chết. Không chết thì thôi bỏ luôn. Ngộ Không đẩy ra đẩy vào. Đẩy ngang đẩy dọc đỉnh dọc đẩy xuôi. Có mỗi anh Ngộ Khỉ thôi mà ba bốn em đẩy. Hư ha. Đẩy quá chỉ đẩy luôn. Cay. Là chả cay tí nào đâu. Có mỗi anh Ngộ Không nó cứ đi ra. Hết người này đẩy người kia đẩy. Nó cứ đi ra đi vào đi ra. Cứ đẩy vào đẩy ra. Ủa Ulti đâu vậy? Đẩy ra này. Ui giời ơi, đẩy nè. Nào bay vào đây, đẩy nè. Bùm chiu. Chà, hưa. Trời ơi, nảy lên trời, đẩy ra đẩy vào. Quá trời đẩy luôn, nổ này. Banh ta long này, chơi nó anh ơi. Sấp mặt lờ thêm bạn luôn rồi. Anh Ngộ Không mình cười vãi. Mình cứ thấy nó cứ bay vào bên này cái con Illumia đẩy ra. Cứ sử dụng cho hai cái đẩy ra đẩy vào. Anh Ngộ Không anh cứ bay qua bay lại. Hết sờ mông em này sờ gọi là má em kia. Hài vờ cờ luôn mọi người ạ. Téo thật đấy chứ. Buồn cười lắm luôn đấy, thật. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái quyền trượng xong rồi mình sẽ lên cho nó đó là cái khi huyền thoại nhá. Đấy, khi huyền thoại nó tăng mana này, với tăng giáp này. Giày thì mình sẽ lên giày hộ vệ nhá. Đây, con rời đây rồi. Con rời đây rồi, nhưng mà đứng dưới ta mình bị lính nó đẩy nhiều á. Đây, có hàng. Nổ vào đầu nè. Nổ. Ngộ Không đi được luôn. Mấy bạn ạ, Ngộ Không đi được luôn. Chiêu cuối nó dính vào phát là 3-4 con, nó đè chiêu cuối nó bật. Mà là bật 3-4 cái chiêu cuối thì xác định là không còn răng mán cháo luôn. Hư nè. Một đàn Illumia luôn, hay là đàn bướm luôn. Cái này mà chơi GDC còn nói chung là bướm nó ngập trời ấy nhỉ. Trời ơi, quá trời ulti nó bay vào mồm luôn. Đấy, sao đồng đội mình đi lẻ thế này. Đi chung đi mấy anh chị em ơi. Đi lẻ này là dễ bị tem nó, đè nó bắt đằng sau lắm. Cố gắng ăn cái trụ rồi chết cũng được nha. Ăn trụ đi, ăn trụ rồi, nó tàng hình rồi. Ôi trời ơi, anh ơi, đừng bay vào em, đẩy ra nó đi. Đẩy nó ra đi, chiêu cuối nè, đẩy ra, hư nè, đẩy ra nè. Wow, đừng có bay vào em làm gì, em rất là trâu. Nhưng mà em chết rồi. Rồi xong, tem mình đi lẻ và cái chết thì, cố lên, chiêu cuối đâu, bùm, một anh chết.
Ngoan ngủ khỉ chết. Nó boom. Ủa, vẫn không chết kìa. Không đủ đam à? Pha hồi nãy mà chiêu cuối này chết hết em bạn rồi. Rồi yêu sói bạn đã tốc biến điều ấy. Ô sờ men. Này thì tốc biến lệch háng này, ý là lệch hướng này. Đúng rồi, đi em đi. Đi mới hết đi. Để cho em bên kia nó lộng hành quá rồi đấy. Mọi người thấy vị tướng Illumia này 5 người mà chơi một trận thì nó sẽ mạnh không? Mình thấy nó khá bá đạo ấy. Cẩn thận nha, xem nó mình nghi ngờ có cái sự gọi là chuẩn bị ăn rồng ấy. Rồng bọn chúa đã xuất hiện rồi. Ôi, bay vào đây mình kiếm chuối. Bay vào đây mình kiếm chuối này anh ơi. Bay vào đây, có cấp cứu ở đây, ngại ngùng cái gì? Ngại ngùng cái gì? Bay vào đây. Ôi ôi, thôi, chạy. Sha! Sha! Cấp cứu ở đây, sống đi. Cố lên anh em. Bay vào đây mình kiếm chuối này. Nhà vào mình kiếm ăn này. Đẩy vào đẩy ra luôn bây giờ. Ra đây, em đẩy cho một cái nó cứ gọi là lung linh. Ôi, chết em. Chết tôi rồi. Chích ngòm của tỏi luôn rồi. Cố lên. Ủa hay quá. Lumia hạ gục được vị tướng không rồi. Ôi tem mạng nó đông cơ. Ôi sổ đông như quân nguyên luôn. Tem mình chết 3 người rồi. Tem bên nó vẫn còn 3 người lận. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái món phép vương miệng Hecate nha. Boom. Ê nó ăn rồng kìa anh em ơi. Chiêu cuối đâu, nó ăn rồng kìa. Nó ăn rồng kìa. Ủa, rồng bạo chúa đã bị hạ gục. Ôi trời ơi, cái S được kìa quá. Cái S khi nào vậy? đúng rồi, bạn không phải bạn chiêu cuối. Ôi trời ơi, vỡ mồm, muốn chơi sờm chia. Đối đầu với cả đầu gấu à. Ngon, cái S được rồng rồi. Hay chưa? Rồng của tao. Này thì rồng của ai? Rồng của tao chứ rồng của ai? Ngon lành cành đào. Có rồng rồi anh em, xông lên đi. Quẩy lên. Ủa nó làm gì đây? Ôi, đẩy nó ra. Đừng. Trời ơi, ăn được con rồng chết hết rồi mấy má ơi. Chắc em chết. Quê con cua luôn rồi. Trời ơi, mình bị động quá. Phải chủ động tấn công nó đi. Trời ơi, để nó tàng hình nó bay vào nó vã cho thì răng môi lẫn lộn nó trộn vào với nhau sống làm sao được. Cái S là con rồng mà méo làm được cái gì mọi người ạ? Vẫn chết hết. Có vẻ như cuối trận nó không ăn thua mấy nhở. Không được đẩy ra như hồi nãy nữa. Bây giờ nó cứ tàng hình nó vã mình thôi. Nó ulti mình thôi. Không sao, bây giờ mình sẽ chơi theo cái kiểu gọi là đứng xa mà cấu tỉa. Tí KS KK. Tí KS kinh công ấy. Con tà thần mà, kinh công đâu, kinh công là thời xưa rồi, bạn vẫn cứ quen mồm kinh công. Mọi người thấy Illumia hay không, lợi thế không? Đấy, KS rồng liền. Bây giờ mà ăn được cái con tà thần ấy, gọi là bá cháy bỏ chết luôn ấy. Méo thì tin được luôn ấy. KS đi. Bật chiêu cuối lên anh em. Bật chiêu cuối lên, KS nó đi. Bật chiêu cuối lên, mình bật thôi. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái triệu hốn mang nha. Anh em đâu rồi, bật chiêu cuối lên, nó đang ăn con tà thần kìa. KS nào. Ui giời ơi, KS nào, bật chiêu cuối lên, nó khốn nạn, chiến thuyết rồi, nó đến giết đồng đội mình rồi. Này thì đấu với cả đầu gấu, tà thần Kasa đã bị tiêu diệt. Ui giời ơi. Oh yeah, nó phèn, này thì núp lùm này. KS luôn, tà thần luôn. Mọi người thấy ghê chưa? It's me. Wow, what the hell me. Quá là ghê luôn. Mọi người thấy đỉnh không? Quá đỉnh luôn. Gắt nhờ. Bây giờ nó không hiện cái tem bạn nó là ngộ không nữa nhờ. Theo như mình thấy thì nếu mà hiện tất cả tem bạn đều là ngộ không thì nó mới hay. Trò chơi như vậy nó mới vui và thú vị. Chứ nếu mà nó cứ hiện tên như thế này mình thấy không thấy hay lắm. Thật sự luôn. Có lẽ sẽ đây sẽ là một cái lỗi mà mình nghĩ rằng là không hay tí nào. Chính xác như mình đã nói không ạ? Nếu mà như cái clip đầu tiên ấy, tất cả hai tem đều hiện chữ Illumia hoặc ngộ không chat ấy thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều, thật sự là như vậy luôn. Và bây giờ nó hiện tên như này mình cảm thấy nó không có thú vị như ngày xưa. Các bạn có thấy mình nói đúng không? Như ngày xưa nó mới hấp dẫn và thú vị chứ. Ôi tem mình KS được kìa.
hai mạng rồi, ăn được hai mạng rồi, về về lên lên lên, tấn công quý nào anh em ơi. Lật kèo là đây chứ đâu. Ôi bây giờ ôn thẳng đứng giữa là thơm lừng như củ gừng ngay. Mọi người thấy mình nói đúng không ạ? Nếu mà thấy đúng thì nhớ comment nha. Có cấp cứu ở đây, các bạn cứ chạy thoải mái. Ui ôi này thì ngộ không này, năm anh chết sạch. Quá dữ. Mọi người thấy mình nói đúng không ạ? Bây giờ cứ hiện Illumia, cha tổng cứ Illumia mà cha thôi. Nên nó mới hay, mới hấp dẫn chứ. Đã gọi đây chỉ là trò chơi vui mà, đâu phải đấu hạng đâu mà cứ phải căng thẳng. Hôm trước mình có làm clip mà tạo tiếng niềm vui cho mọi người, nhưng mà bây giờ Garena đã đổi lại rồi. Bây giờ đổi lại thành tên rồi. Mới cập nhật xong đổi lại thành tên rồi, nhưng mà cái này không hay. Thật sự là không hay. Chơi game là phải vui và thú vị thì người ta mới ham hố. Bây giờ mấy ông đặt cái tên ra thế này chết. Khiếu nại Garena liền. Bỏ ngay chế độ, cho tôi chế độ cũ đi. Cho tôi chế cũ cố đi, tôi thích chế độ cũ hơn. Các bạn nào đồng tình với mình không, điểm danh cái nào, comment cái nào, cho tôi chế độ cũ nào để Garena đọc được cái comment của các bạn. Họ sẽ đổi lại chế độ cũ và sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Chửi nhau, chả ai biết ai với ai. Thế nó mới vui chứ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Gặp lại mọi người trong video sau nha. Các bạn muốn mình làm chế độ một cho tất cả về vị tướng gì thì nhớ comment cho mình biết nhé. Bye bye. Và nhớ phản đối chế độ này.